Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022, sáng nay, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức lễ khánh thành khu tưởng niệm Hòn Tàu Đèo Le tại thôn Trung Thượng, xã Quế Long. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự phát biểu tại buổi lễ và thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành khu tưởng niệm. Cùng dự có lãnh đạo văn phòng Chủ tịch nước, Quân khu 5. Về phía thành phố Đà Nẵng, có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh. Về phía tỉnh Quảng Nam, có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thành, cùng lãnh đạo huyện Quế Sơn qua các thời kỳ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh, cựu chiến binh và thân nhân các gia đình thương binh liệt sĩ. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và khắc ghi công lao to lớn của các tướng lĩnh, cán bộ chiến sĩ, quân và dân đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Khu vực Hòn Tàu, Đèo Le là nơi có vị trí chiến lược quan trọng trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Tại chiến khu Hòn Tàu, Đèo Le, hàng ngàn đồng bào chiến sĩ đã ngã xuống. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, cụ thể hóa hết bằng các cơ chế chính sách cũng như các công trình, dự án cụ thể tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình có công cách mạng. Chủ tịch nước mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam làm tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị của công trình khu tưởng niệm Hòn Tàu Đèo Le một cách hiệu quả, thiết thực, để nơi đây trở thành nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, là điểm nhấn về văn hóa, kết nối với mạng lưới các di tích lịch sử văn hóa và làm thắng cảnh của tỉnh Quảng Nam và khu vực miền Trung, phục vụ du khách tham quan tưởng niệm. Việc khánh thành khu tưởng niệm Hòn Tàu Đèo Le có ý nghĩa rất lớn khi thời điểm này quân và dân của nước ta đang hướng đến kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 33 năm ngày Quốc phòng toàn dân. Qua đó một lần nữa khẳng định cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc của dân tộc Việt Nam là cuộc đấu tranh chính nghĩa vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân.